con thể ở lại đây không? Ở cái thằng quỷ, mày làm gì trọng mà một tiếng đồng hồ chưa xong hay vậy? Nhanh nhanh đi, tao còn đi nữa nè, nhanh đi. Ai? Vô đi em. Gì mà có hai cái gì trời? Một mình với mất tích. Tôi phát điên lên mất tôi. Không có cái gì sai cả. Im đi. Tôi nói cho chị biết, nhà tôi thật vô phúc với con đứa con dâu như chị. Mẹ chồng nói một câu thì cái lại chém ra. Có phải mẹ chị ở nhà dạy chị như thế không? Hả? Bà động đến ai thì được, chứ bà đừng có động đến mẹ tôi. Bà bỏ cái kiểu chỉ tay vào mặt người khác như thế. Tôi chỉ tay vào mặt chị thì chị định làm gì tôi? Chị định làm gì tôi? Chị nói tôi nghe. À, chị định đánh tôi à? Bà hãy đây ra. Chị ghê không? Thật đấy, con nhà mất quay ra. Chị vừa nhìn thấy em đi chơi với bạn trai. Bạn trai em đâu rồi? Bạn trai em đi mua kem cho em vậy ạ. À, em thích ăn kem à? Chị đã nói là chị rất thích nụ cười của em mà. Mày thích combo của tao à? Chị hay nghĩ là tao là sao à? Mày nghĩ là mày đủ trình để chơi với tao á? Làm cái gì thế à? Bỏ đấy ra. Làm cái trò gì thế à? Cô ấy là sinh viên của tôi. Mày thích sinh viên à? Mày thích sinh viên à? Chúng mày dở trò mèo mả gà đồng xong ta mà tử tao nè. Cô đừng có quá đáng. Tôi nghiện cô đủ rồi đấy. Mày thích nghiện không? Mày thích nghiện không? Em đi đi. Em chạy đi. Cầm lại đi đấy. Chạy đi. Em chạy đi. Coi chưa? Đúng rồi. Bỏ đấy ra. Tao nói cho mày biết nha. Tao nghiện mày lâu lắm rồi đấy. Im mồm. Mày điên vừa vừa thôi. May mà còn động đến cô ấy. Đừng trách tao á. Thôi chưa? Mày cũng định chỉ là tao ăn bà thằng bà thôi. Tao không phải là bà thôi. Chờ. Tự lâu mà ăn đi chứ ngồi nhìn gì nữa. Cô ơi, cho con hai bát mì nha. Ê, con người ta ra lăng lau đũa cho người yêu kìa má. Đáng yêu kìa. Trời ơi, em gái làm mấy cái này nè. Anh lau đũa sẵn rồi nè, ăn đi. Chị trời. Eo ơi, anh ra lăng máy trưởng luôn đi. Em chỉ có việc ngồi đây ăn thôi, còn lại để anh lo, thấy không? À. Trời, coi tóc tai, ăn uống mà tóc tai kìa. Để anh giữ cho bé nha. Hả? Trời ơi, dễ thương kìa trời. Ma nhập mẹ hả? Mì ra đằng này thôi anh đi. Ăn đi. Nhiều chuyện. Gì vậy? Ủa gì vậy? Má mà đi xe cũ gì muốn nhìn đường hả mày? Gì trời? Mẹ mà thích nói không hả? Mày biết tao là ai không? Thôi thôi mà ăn thôi. Tao gọi người cho thấy mẹ mày nè. Chị đi với chị. Má mà đứng lại coi. Thôi mà anh ấy biết anh ghê rồi đừng mà. Mẹ nó. Thử là em không cạn anh coi xem anh có xử nó không. Rồi biết anh ghê rồi thôi lên xe đi đi. Lên. Alo. Alo anh sắp tới rồi nha. Chuẩn bi lấy điện thoại ra quay story nha. Chi vậy? Thì kêu quay đi cứ quay đi. Tí mà còn đăng. Trời ơi, hoa tao mua 120 chứ mày ghẻ đâu trời. Vậy nha. Rồi rồi biết rồi. Anh. Ông xã ơi, cái túi xách này nó mới ra đẹp quá. Mà nó có 3 màu lận. Em đang phân vân không biết chọn màu nào. Tôi cấm em lần sau đừng hỏi tôi mấy cái việc này nhá. Em thích 3 màu cứ lấy hết 3 màu. Đang coi tivi mà cứ lại nhà như hết cả đầu. Anh đúng là cái đầu già trưởng. Em thích quá. Ông xã ơi, cái túi xách này mới. Tao cấm mày một cái túi đó về nhà nha. Ngoài mày việc nhà mày không lo mà suốt ngày mày đú đa đú đợn hả? Túi xách à? À, mẹ tao không có dư tiền cho mày mua 3 cái thứ ở đâu nha. Tao không mua là không mua. Vâng, em biết rồi, anh giờ chưa. Anh cấm em là sao vào đây rửa bát nhá. Này, không biết rửa thì cứ ra ngoài ngồi. Lần sau để tôi rửa. Vào đây thì có việc phá rồi. Anh cấm em vào đây một lần nữa đấy. Dạ vâng, anh ra trước. Em xin nghe lời anh, từ bây giờ em sẽ không vào đây nữa đâu ạ.
mày này em sẽ nấu cơm. Không, tao cấm mày đập vào cái bát ở trong đây nhá. Mày à, mày làm nó không ra tiền là suốt ngày thấy mày cứ đập vỡ thôi nha. Ôi em xin anh à, em xin anh à. Lần sau tao thấy mày đập vỡ một cái nào nữa, tao chưởng mày một cái đấy. Nghe chưa? Tao cấm mày đấy. Mày này em báo công an, bắt chết mẹ anh luôn. Anh ơi, em chuẩn bị xong rồi, mình đi nha anh. Tôi cấm em làm sao không được mặc đồ thế này ra đường, nghe chưa? Em mặc hở hay như thế để cho thằng khác nó nhìn à? À, đứng đây đợi một lát, tôi vô tôi thay đồ, tôi chở em đi. Anh ơi, em chuẩn bị xong rồi này. Tao cấm mày mặc đồ này ra khỏi nhà, nghe chưa? Mày à, mày mà ăn mặc kiểu gì đây hả? Mày mặc đồ ra đường thế này người ta đánh giá mặt thằng này không biết chạy vợ à? Cút lên trên phòng thay một đồ khác đi, nghe chưa? Vâng, em thay lên liền. Mà thôi mày ở nhà lên cho tao đi, tao cấm mày ra đường, nghe chưa? Ê, bay nghe tin Phúc vụ Quỳnh Như chưa? Ủa mày, mới mua máy thợ mới hả? Bị giờ cho làm hơi coi. Má mua xài đi ba, sao ké hoài vậy? Đừng có đụng môi á. Vậy má, đụng môi thì xài của gì? Nè má. Mẹ con ấy bữa giờ bị Phúc lòi ra đấy. Cái gì đây cho mượn miếng oxy thì hít miếng ơi, khó thở quá. Không chưa đưa là kéo hơi coi. Mẹ khó chịu quá. Ủa cái bóng tao đâu vậy? Nãy Yên Huy nó kéo đợt cuối mà. Mẹ tao làm hơi xong đưa nó rồi thầy. Đâu vậy trời? Đứng dậy hết coi. Mẹ. Kìa ngay gối kìa. Cái này cũng lên. Tao dĩ khác. Kiếm chỗ khác coi. Mày đứa nào kéo cuối vậy? Mẹ tao nói tao đếch cầm rồi mà. Nguyên mày lấy mày trả đi. Bắt đầu khó chịu quá nha. Kiếm giùm coi. Mẹ cho tụi mày mượn xong lần nào mất hết trơn vậy? Mẹ tao nói tao đếch cầm mà. Hà cho một cái máy thợ kéo hơi coi. Mẹ mày kéo ít thôi. Má kéo giùm coi. Thằng Huy mày giơ cái chân lên coi. Xích ra. Mẹ nó đâu lấy đưa đi coi. Thiếu oxy khó chịu muốn chết luôn á. Làm gì vậy? Bên đây trời hơi nắng á, coi đi khám mấy đầu nghe, thấy bệnh hơi nặng rồi đó má. Kể tao mày, cấm mày đi kể cho ai á. Bạn ơi, bạn có phải là Đông Đồ ấm không? Không, mình là Sky mà. Vậy bạn kể tên những bài của Sơn Tùng đi. Mình đang nhớ. Vậy thì bạn kể tên những bài của Jack gì? Đom đóm thiên lý ơi. Thôi mình đi nhá. Quên. Em, anh mới trúng cái dự án. Có mua cho em món quà. Bằng là em thích nha. Trời ơi, anh tặng em tôi hiểu luôn hả? Này là chắc là anh ke á, mắc lắm á. Ừ, có nhiều rồi em, túi này có 1.2 triệu à, trời ơi. Mà đối với anh này bằng bữa ăn sáng đi uống cà phê rồi thôi. Trời ơi, dễ thương ấy nhở, em cảm ơn anh nha. Quan trọng là em vui là anh vui rồi. Thích quá à. Chị chào cưng. Dạ, em chào chị. Thì hôm bữa người yêu chị có mua chị cái túi này á, mà chị thấy nó hơi cũ, đổi chị cái mới đi ha. Ủa là sao chị bên em đâu có cho trả hàng đâu. Ủa là sao cưng? Cái túi này người yêu chị mua cho chị 1.2 triệu lận á. Mà shop cưng không có chương trình à, đổi trả là sao? Phục vụ kiểu gì vậy? Trời đất ơi bà nội ơi, bà nhìn cái shop con này má, trời ơi, đồ con bán đồ đồ sida không mà nhìn cái kiểu đi. Nghĩ sao trên shop mà có cái đồ nào mà chị giá 1.2 triệu, mà nhìn trên YouTube tôi coi nè, đồ tôi bán nè. Trời đất ơi thánh thần thiên đụng ơi, nghĩ sao vậy hả? Cái túi này 1.2 triệu đâu ra, cái túi này có 65 ngàn à má ơi. 65 ngàn thôi á chị. Em chào chị em về. Anh, em với anh quen nhau hơn 1 năm rồi đúng không? Mà sao em không thấy anh úp cái gì về em lên mạng xã hội vậy? Trời ơi em ơi, nói thiệt với em á, anh đăng hình là anh đăng hình công việc làm ăn này nọ với đối tác thôi. Chứ ai đăng hình yêu đương này nọ lên đúng không em? Đăng vậy mất uy tín anh chết. Thì đăng ảnh không được thì up story đi, có gì khó khăn với anh đâu. Trời ơi em ơi, story với hình này khác gì nhau đâu em. Bây giờ anh mà có mấy cái tật đó thì anh làm sau lưng em cũng đâu có biết đâu đúng không? Quan trọng mình yêu nhau là mình phải có niềm tin với nhau chứ. Mà ảnh nói cũng đúng ha.
Nó vậy anh làm gì mà anh giấu em chi không biết nữa. Em, dạo này em còn tiền xài không? Có gì nói anh biết chứ đừng đừng có giấu nghe chưa. Trời ơi thôi anh đừng có lo cho em. Em xài tiết kiệm nó không có phung phí đâu. Em vẫn còn một ít, anh đừng có lo nha. Còn ít hả? Có gì cho anh là mượn tạm tháng này được. Vậy trời. Nữa hả? Tôi mới tháng trước anh mượn em nè 5 triệu anh nó trả đâu. Anh nói là tháng này đầu tháng anh banh trả cho em nè. Mà tới giờ anh chưa có trả, giờ anh mượn nữa là sao? Trời ơi anh vừa mới coi một đống tiền đầu tư mấy cái dự án nè. Cho nên bây giờ anh không có tiền tiêu giặt. Anh mượn tạm em thôi rồi sao tháng sau anh trả chứ em làm cái gì vậy? Anh đâu phải thiếu tốn đâu. Mày đừng có bốc phát. Em đâu phải là cái ngân hàng của anh đâu. Anh hứa với em đầu tháng sau anh trả cho em cả gốc lẫn lãi luôn. Ok chưa? Anh nói một cái dự án đó mà thành công một cái đi ha, anh chở em đi mua cái lắc vàng à. Anh nói là quen anh, em không có thiệt thòi đâu. Nhớ miệng á nha, tháng sau mà không có là chết cho tôi á. Rồi em cứ yên tâm ở anh là uy tín.